Đánh vui đi. Thôi, cho anh ấy đi viện tục lạc không? Ngồi. Lên lấy thủ đi em. Lên lấy thủ nhá. Nào anh. Thế nào? Cái phải ở chỗ cái không này. Rồi 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 rồi. Rồi nhảy xuống nha, em ra rồi đó. Rồi anh nhảy rồi. Chỗ công hồi nãy đúng không? Chỗ hồi nãy đúng không? Đúng rồi đấy. Nhưng mà lên hẳn cái tàu ấy. Tức là lên chỗ có thằng bay xuống rồi, em thấy có thằng bay tới luôn. Không không, nó bay xuống dưới đấy, thủ hay lắm. Nó chỉ có hai đường lên thôi. Nhưng mà chút bo vô nó phải chạy thôi. Có xe máy mà thôi. Có mấy thằng xuống dưới bãi ở dưới này, kệ nó. Ừ, thấy rồi. Thấy rồi, hai thằng ba thằng luôn. Tập team nó mà. Phải vô nhà gụm đồ mà. Ôi, nó đang trên đầu em luôn. Ừ, em chạy đi. Ôi, nó bắn. Ôi, lên tụ. Anh đang bắn nó. Đó, em chưa có súng. Rồi, đây, em chạy lên đây. Được. Súng đâu, súng đâu. Súng em nhảy lên không mà lấy số chứ, trên không nhiều súng lắm. Vậy hả? Ừ. Nhảy lên đây. Có một cái súng rồi, rồi thấy anh thấy à. Ở bên kia rồi đó. Kìa kìa, trước mặt kìa. Hướng nào á? Hướng SE. Kìa SE. Rồi rồi. Chỉ quay quần đây thôi đó. Đó, ngoài tiếng nó chạy ra. Cái em thấy à. Đâu, hướng đâu. Hướng 37 39 nè, nó đang chạy ngang sau tòa nhà màu đỏ này đó ha. Rồi nhìn thấy đó. Thằng thằng khác chứ, phải thờ trên này đâu. Đang chạy đi kìa. Net call. Supply drop incoming. Em đang nhặt full máu đây. Ở đây nhiều máu lắm. Em full nè. Em đường 10 bình nha. Cần liệu ấy. Có flash 3 các kiểu. Cái này kiểu súng máy này. Ừ, cái súng máy. Anh đã ở đâu rồi trời. Lại bị ỉa rồi. Người còn đang bay nè. Bây giờ anh em đi thôi. Bò em được xa lắm. Đi thôi. Anh đại xuống rồi kìa. Ừ. Đại đứng trong
trong sát núi rồi, yên tâm luôn rồi. Tìm Có cái xe cách máy để gì không? chạy lên cái đồi có xe máy em ơi, bo đóng luôn. Chạy lên đồi có xe máy đấy. Bò tới rồi, bò tới đến rồi. Chạy đi, chạy đi. Không sao đâu. Được, chạy được cả máu đấy. Dùng cái ao Outlander này nó bo nó cắn không có đau. Em có cái thuốc đó, cắn thuốc. Nguyên quốc kìa. Yo. Idol. Idol. Có một chuyện nào gì anh? Gần em. Chưa. Thôi Đây xe máy ở đây mà. Thôi đâu rồi, không có. đâu Không có rồi, để đây. Xong mời em nhé, anh đánh với. Ok. Ok. Đang chạy mò. Và tuổi thanh xuân để chạy mò. Thôi đang chạy nữa kìa, bo chưa tới xong rồi chạy tiếp rồi. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Rồi sẽ có nhưng mà có máy bay hoặc là xe máy mà. Có xe tải rồi, như đây có rồi. Chạy xe máy nhanh hơn, xe tải lâu bỏ xử. Có xe nào lấy xe đó thôi. Đi anh lên nhanh. Em lái thì em chạy. Em lái đi. Cái chỗ một xe nữa. Thực ra mình khó cho anh vậy. Thôi anh định mình lái vậy. Lái đi. Mình chưa chết à? Chưa. Nghĩ sao anh có vui không? Ý rất là vui. Hay đen có ngửi thấy mùi thơm qua mạng với đen không? Anh gửi cho hai đất ít gió. Mùi khắm lắm, mùi khắm lắm bạn ạ. Chúng ta có nên phát game không? Game xe bò leo dốc rồi người đen ơi, xe không lên được dốc Rồi xong rồi xong rồi. Thôi chạy lên đây. đi lên. Ôi thôi chạy lên đấy anh đâm không chết đi rồi. Thôi chạy đi, chạy bộ còn nhanh hơn. Xe nó yếu quá. Xe nó nặng, nó chở được nhiều người. Tôi đang bắn kìa. Ở đâu? Dưới nhà này, dưới này. Hướng Ở bóng đây 5 gì á. à, quan tâm. Đó đó. Đang gần lắm anh ơi. Hướng bên này nữa. Nghe cái súng. Chạy về hướng ngôi nhà ma này, ngôi nhà có zombie này. Tôi vô đây lúc độ không anh? Chạy chạy thẳng em ơi, chạy thẳng vào bo bo thẳng rồi. Trời, chưa có súng. À, có xác của nó này, có xác này. Thank you.
Tùng ăn cái gì mà nó máu nó được nhiều hơn ta? Cho mà cái bình to đủ. Cái nào anh? Tên là cho mà cái đấy. Có một cái hồ, cái hộp một. Không. Sau lưng em. À đây, sau lưng em ơi. Tên nó sau lưng một thế à? Bỏ lên rồi sao á? Sao? Bỏ đi, bỏ đi, chạy đi. Chạy mình đâu có súng ngắm đâu. Toàn xuống bắn gần không. Anh bật cơ gắt nó rồi. Để ra vừa lưỡng thẳng. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Tiếng súng gần anh mà không biết ở đâu. Xe ô tô ngay 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 nhà. Ngay là nhà luôn. Hả? Ừ. Nhìn thấy nó rồi. Vòng đi. Get to safety. Vô bò đi. À, anh Đại rồi. Nhìn thấy anh Đại rồi. Hóa ra là anh Đại. Đại đứng trên máy. Đây có lắp lên vừa 2 này. Có, em đang tới đây. Em còn được máu. Có xe này, ở dưới nhà có xe nha. Nó có xe, xe tải đang chạy á. Xe tải của nó đây. Lên đấy kiểu gì anh? Thôi bó vô rồi chạy đi, bó vô rồi anh Tùng, bó vô. Chưa bó. Lên mình lên, ra ra. Chuẩn chạy đâu rồi. Đây à. Ra rồi. Đây đây đây. Đây cơ. Còn máu không? Không. Nó bên trái mình kìa, bên trái mình kìa. Có rất là đông luôn. Thôi bỏ đi, chạy tâm em ơi. Đông lắm, không bắn được đâu. Bên phải chứ bên trái gì? Ừ. Bỏ đi, bỏ đi. Phải. Đông lắm. Bỏ đi. Vào mà mấy máu đi. Vào mấy cái tòa nhà này mà thủ này. Có thằng súng ngắm mà. Anh có đây. Bắn option, bấm nút option lên. Option. Để xong anh chọn vô bình máu rồi có chữ rớt á. Quăng ra. Rồi đấy. Đâu? Đâu có thấy à?
cho mày 4 bình luôn đấy. 3 bình. Đâu, em bình bình móc nhỏ nè. Thôi chạy vào tâm đi em ơi. Chạy vào xe tiếp theo đi. Đi đi, tôi không cần đâu. Chú ơi, đi đi. Đi đi trước đi, chút em đưa. Supply drop inbound. Supply drop inbound. Thả hộp, mới bay thả hộp. Thằng này đồng mình. Thế lại ơi, đừng chạy vào nhà nữa. Tôi lấy sợ bọn nó vào rồi. Đây, tôi phải ở đây thủ luôn ở đây rồi. Chỗ này đả đi, chắn đúng tâm luôn. Em có tội. Em ở chỗ thương. Có tội không có súng bắn xa thôi. Súng anh bắn từng viên một. Mẹ mình có hai khẩu shotgun trong người mới cứt. Cái này có đi tìm nhà mà thủ. Thằng nào vào là xin. Hướng W nhá. Cái nhà nằm, W ấy. Nằm hết xuống anh em ơi, nằm xuống cho nó dễ. Cái này mình phải chui vào nhà mới thủ được mới là chuẩn. Thế thì vào lại nhà cũ kia. Đây sao á, đây đồng hồ bông quạnh dưới bị thịt á. Vào nhà cũ đi. Vào nhà cũ nhá. Chui vào máy vào đấy, cái xe ấy này này. Canh canh họ bỏ nó ra ăn đó. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Bỏ nó bắn hồng. Hồng đâu, hồng đâu. Phòng ngay đằng sau này. Không, mình ăn đi. Ăn đi ra, ăn lấy súng trường. Đấy. Giờ bọn nó không nhìn thấy đâu, chỉ ở gần nhìn thấy được thôi. Nhanh nghe, nhanh. Anh cam cho, ăn đi. Đâu, 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 hướng nào? Đây, đây, đây. Đó, đó, chiếc bàn này. Đây đâu? Đây, đây, đây. Dưới đất à? Đây, 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 đang lấy. Em lấy không được, em lấy chỉ toàn là có ba lô. Anh ơi, cái ăn cái chó khi đi xong rồi thả ở gần chỗ mình nhé. Thôi vào tâm đi anh em ơi. Vào đi, vào người đi. Hay vào nhà này. Vào nhà trên này, nhà trên này này. Nhà trên này nó gần tâm hơn. Dạ, Hương thấy, anh thấy một thằng ở sau tảng đá nhá, hướng 165. Rồi, chú đi anh, đừng bắn. Hiện tại vào chưa? Đâu rồi? Đó, đâu rồi. Vào đi. Ngon. Anh có súng phóng lựu đây. Thôi, súng phóng lựu là bắn. Thôi, đừng anh bắn. Major instability detected. Bắn Mỹ. Ok, bây giờ sang cái nhà bên cạnh đi anh ơi. Thế còn để xem có thằng nào chạy qua không? Không, nhà bên cạnh đâu. Trên nhà có. Trên tảng đá có. Ôi. Đấy giáp rồi. Tảng đá. Đường. Ê trời. What? Bên trái. Nó biết mình đây rồi, nó biết mình đây rồi, đại ơi. Biết rồi, kệ nó. Circle collapse imminent. Get to safety. Đấy, ở trên đấy đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi, anh thấy rồi. Đây rồi, đây rồi. Cứu đi, anh ném vào khói rồi đấy. Ôi, nó thấy em. Đây, ông ta đâu? Cứu anh. Tôi chạy vô nhà, anh vô nhà đi nha. Anh bị choáng rồi. Bò vô, chạy ra chạy. Vãi, bò vào đâu đấy. Chết một thằng rồi. Ok. Hướng nào đấy? Em giết rồi, giết ở đây rồi, hướng này em giết rồi. Mày bóp họ phun rồi. Có sao lại? Bò. Ây, shit. Nó quay bò. Má, gì mà đau luôn rồi. Bắn cái gì á? Lên. Ở đâu ấy? Còn máu không anh? Có nó dùng cho mình máu với. Nó dùng cái xe trinh sát đấy.
anh đến ở gần anh là. Ê, chứ mà có luôn. Hướng bao nhiêu, hướng bao nhiêu, hướng bao nhiêu? 294, 294. Chạy đi, chạy. Chạy đi. Chạy, vừa đứng lên chết nữa rồi. Anh ngoại anh nổ bom đó rồi. Còn hướng 300 anh ơi, còn hướng 300 anh. Cứu em luôn. Cứu em. Bình tĩnh, bình tĩnh, gãy thôi. Hết máu rồi. Sao lưng đã kìa, sao lưng kìa. Đẹp chưa kịp xuống dậy rồi đâu. Nó 6 gốc cây này. Rồi, con bóp bọt rồi. Lạnh tôi phải dẫn các em đến để chiến thắng ý. Hay là vô dụng, hay là vô dụng, vô dụng, vô dụng. Mỗi người với một thằng. Anh giết hai thằng rồi à? Em giết từng thằng. Giết người hiện đâu nhỉ? Đó, cái trên á, thằng cái đầu lâu á. Ờ, thế thì anh giết được hai thằng. Tận hưởng chiến thắng. Đấy là do kiểu như anh em mình phải làm bia đỡ đạn thôi, hiểu không? Gánh cho em làm bia đỡ.